Lời Chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ 30 thường niên, ngày 28 tháng 10 năm 2021. Nước đã tuôn trào từ Thánh Tông Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Màu nước đã tuôn trào để rửa sạch tội lỗi chúng con. Màu nước đã tuôn trào luôn thương xót cứu độ chúng con. Kính lạy màu nước đã tuôn trào, nước đã tuôn trào từ Thánh Tông Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Lời Chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ 30 thường niên, ngày 28 tháng 10 năm 2021. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ năm cuối tháng 10, tháng Mân Côi. Chạy đến với mẹ là mẹ của các linh mục, nữ vương truyền phép Đức Thánh Văn Côi. Xin mẹ che chở, nâng đỡ các linh mục, đặc biệt ngày hôm nay tại giáo phận Sài Gòn có nghi thức sai đi cho các linh mục. Cha xứ, cha phó sẽ chuyển đổi nhiệm sở và 19 tân linh mục sẽ được bổ nhiệm vào các giáo xứ trong vai trò làm cha phó. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, đặc biệt cho các linh mục, tu sĩ và thiện nguyện viên đang dấn thân phục vụ các bệnh nhân trong các bệnh viện dã chiến, những bệnh nhân nhiễm virus corona. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 30 thường niên. Bài đọc 150 trong thư Phaolô gửi tín hữu Roma chương 8 câu 31b đến câu 39. Roma 8 31b đến 39. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép, chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu cứu độ con. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, vì danh dự của Ngài xin bênh đỡ, vì lòng Ngài yêu thương nhân hậu xin giải thoát con. Bởi vì con khôn khổ nghèo hèn, nghe trong mình con tim rơm mau. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin thương phù hộ, xin lấy lòng nhân hậu cứu độ con, để kẻ gian ác biết rằng chính Ngài, lạy Chúa, chính tay Ngài đã làm như vậy. Tôi sẽ hết lời cam tạ Chúa, tan dương Người giữa lòng đại hội, vì Chúa đứng lên bênh vực kẻ nghèo hèn để cứu độ khỏi tay người kết an. Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu cứu độ con. Hallelujah, Hallelujah. Chúc tụng Đức Vua đấng ngự đến nhân danh Chúa, bình an trên cõi trời cao và vinh quang trên các tầng trời. Hallelujah. Mấy anh chị em mở Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 13 câu 31 đến câu 35. Luca 13 31 đến 35. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, tại Jerusalem có mấy người Pha-ri-siêu đến thưa Đức Giêsu rằng: "Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông." Người bảo họ: "Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Jerusalem thì không được. Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà ta nói cho các ngươi hay, các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa, cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta có những bộ phim về hình sự xã hội, và ngay cả những bộ phim thời vua chúa ngày xưa luôn luôn là có cảnh bè phái, phe phái. Và những người mà muốn được yên thân, những người mà muốn làm ăn được thì phải kiếm người gọi là đỡ đầu, kiếm người bênh đỡ mình. Ngày hôm nay ta gọi là kiếm người để mà chống lưng, kiếm người để mà mình núp vào đó, gọi là có cái dù, cái ô để che thân, che chắn, che chở. Nếu mà không có ai bênh đỡ mình, đơn thân độc mã, khó mà tồn tại được lắm. Vì cái hệ thống, cái cơ cấu nó chằng chịt. Có khi những người muốn sống tốt, sống thiện, can đảm lội ngược dòng đời thì sẽ bị cái bánh xe nó nghiền nát. Bánh xe quyền lực, bánh xe đấu đá nghiền nát. Và ngay cả trong đạo, đôi khi cũng xảy ra, ta thấy ở trong lịch sử giáo hội, cũng có những cảnh mà phe cánh, rồi con ông cháu cha, rồi thì ô dù, rồi thì có người chống lưng, có thầy, có cha quan thầy, cha đỡ đầu, vân vân. Thì có những người đi tu mà được quy lên như diều gặp gió, và gặp khó khăn trở ngại gì thì cũng có người gỡ cho. Rồi có những người mà chỉ có một mình thôi, đơn thân độc mã, cho nên là nếu mà không biết chiều theo, không biết nương theo dòng đời, mà dám lội ngược dòng đời thì chắc chắn sẽ bị quyền lực ở trên, quyền lực vô hình ấy, nó đẩy tới vùng biên ải xa xôi nào đó, hoặc là không thể ngóc đầu lên được. Có khi có tài đấy, có khả năng đấy, nhưng mà cũng bị vùi dập hay là bị dìm xuống, không thể nào mà có đất dụng võ được, thưa anh chị em. Cho nên người ta hay nói là nhất thế nhì thân, rồi phải tìm cái người khôn ngoan, rồi tìm người đỡ đầu, người mà bảo trợ, gọi là bảo trợ, hay là người bảo lãnh, hay là người bênh đỡ cho mình. Vậy thì thưa anh chị em, cái người đó lúc mà còn tại vị, có quyền, có thế, có chức thì bênh đỡ, nhưng mà lúc mà về hưu thì sao? mình dựa vào ai? Đó là phải lại chạy đi tìm mấy người mới. Cho nên suốt đời mình cứ phải còng lưng mà uốn xuống để đi cầu cạnh, đi bợ đỡ, đi tìm những người để mà đỡ đầu, để che thân. Nó cuộc sống mình nó hèn hạ quá. Và nếu mình đi tu chẳng hạn, và trong đời sống dân hiến rồi mà cũng còn đi tìm những cái cửa lối đi tắt, tìm những người có quyền lực, những người có chức để mình tiến thân, thì cũng chẳng khác gì người thế gian. Vậy thì anh chị em sẽ hỏi rằng, cha nói vậy thì ngoài đời cũng thế, trong đạo cũng vậy, thì chạy đâu, tìm đâu? Anh chị em nghĩ không, mình tìm đâu để mà chống lưng, tìm đâu để mà che thân, đỡ đầu, nâng đỡ? Anh chị em đọc lại tin lời Chúa ngày hôm nay đi, ngày thứ 5 sau Chủ nhật thứ 30 thường niên, và được 150, thư Phaolô gửi tín hữu Roma chương 8 câu 31 đến câu 39. Đây là một trong những đoạn kinh thánh mà tôi thích, vì nó lên niềm xác tín của Phaolô, cũng là niềm xác tín của mỗi người đi theo Chúa, đặc biệt là những tông đồ của lòng Chúa thương xót, những người đi theo con đường lòng thương xót Chúa. Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Dám mạnh dạn tuyên bố như thế, có Thiên Chúa bênh đỡ tôi, ai còn chống lại được chúng tôi? Các thánh tử đạo đã can đảm tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, Chúa bênh đỡ mình, ai chống lại được? Cho dù sự chết, dù sự sống, thiên thần, ma quỷ, hiện tại, tương lai, bất cứ sức mạnh nào, trời cao, vực thẳm hay bất cứ một loại thụ đào nào, không gì tách tôi khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng tôi. Xác tín mãnh liệt như vậy, vì có Chúa bênh đỡ mình. Sức mạnh vô biên của Đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót bênh đỡ, ai còn đụng vào mình được? Cho nên Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta, ta sẽ che chở họ và không kẻ thù nào làm hại được họ. Chị em còn sợ gì nữa mà không mạnh dạn ra đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa? Đến như chính con một mà Thiên Chúa cũng chẳng tiếc như đã trao nộp hết thảy cho chúng ta. Thiên Chúa bênh đỡ ta, mà bênh đỡ ta như thế nào? Ồ, người bênh đỡ chỉ là chỗ quen biết thôi. Người bênh đỡ là do người khác giới thiệu thôi, cũng cầu may thôi, chứ chẳng biết họ có hết lòng giúp mình hay không. Họ còn lo cho thân họ chưa xong mà. Có khi đến lúc mà tuyên truyền lo thân họ chưa xong, chứ lo cho ai? Họ có quyền lực, nhưng mà bây giờ ở trên nữa đang sờ gáy rồi, cái chỗ đó là ghế đó rung rinh hết rồi. Cho nên người đỡ đầu mà rung rinh thì người được đỡ đầu thì còn lảo đảo cỡ nào, và người mà dưới người đó thì còn té nhào luôn. Cho nên mình cậy dựa vào một quyền lực vô biên của Đấng giàu lòng thương xót, vừa giàu lòng thương xót lại đầy quyền năng nữa. Mà Đấng ấy thương xót con người đến mức độ mà có người con một duy nhất cũng chẳng tiếc mà trao nộp vì hết thảy chúng ta. Trao nộp người con đó vì hết thảy chúng ta, bênh đỡ chúng ta đến mức độ như vậy. Trao nộp người con đó để chết đền thay tội lỗi chúng ta, bênh đỡ bằng cách đó đấy. Bênh đỡ không phải là chỉ lấy tiền ra để mà chuộc lại cho chúng ta. Không, bênh đỡ không phải là dùng chỗ quen biết để mà cứu chúng ta. Bênh đỡ không phải là quà cáp chạy trọt lo lót để cứu chúng ta, nhưng mà bênh đỡ chúng ta đến mức độ mà trao luôn con mình, còn một yêu quý, trao nộp vì hết thảy chúng ta. Và một khi đã trao người con đó rồi thì lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Đây này, cái bánh này ăn đi, này bánh mì này, bánh tét, bánh chưng, đủ thứ bánh, muốn chọn bánh gì thì bánh. Ôi trời ơi, ngon quá, bánh ngon quá. Không biết là tôi lấy thêm mấy cái nữa được không, chứ giờ đang vừa Covid tôi đi mua cũng khó khăn, thôi cho tôi chục cái về ăn tuần. Tôi nói với họ như thế. Ôi giờ cha lo cái gì, không những cho cha một cái bánh ăn một tuần hay là 10 cái bánh ăn một tuần, mà cho nguyên cái lò bánh này. Đó là thuộc quyền của cha. Cha muốn làm gì cha làm, muốn lấy bao nhiêu lấy, muốn cho ai cho. Đó. Ui vậy hả, ông cho tôi nguyên cái lò bánh. Ừ. Thì ngay chính con một mà Ngài còn ban, thì huống gì những cái khác mà Ngài không cho mình, sao mình cứ sợ vậy. Và Ngài cho những cái gì phải có lợi cho phần hồn mình, lợi cho phần rỗ linh hồn của mình. Vì cái cùng đích cuộc đời của mình là để được rỗ linh hồn, để được hạnh phúc thiên đàng, chứ không phải là ở cõi đời này. Đây là cõi tạm thôi, còn một chốn đi về đó. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Một cõi đi về, đấy là cõi trời, cõi phúc, cõi thiên đàng, ở bên lòng thương xót Chúa. Trên tất cả những gì mà Thiên Chúa ban cho mình phải có mục đích là để đem mình về với lòng thương xót Chúa, về hạnh phúc đời đời. Cũng giống như người cha, người mẹ cho những cái gì mà đứa con nó phải có lợi cho nó thì mới cho, chứ phải bất cứ nó xin cái gì mình cũng cho được. Không phải cho nó con dao để nó đứt tay, không phải cho nó cái xe hơi để nó đụng người ta, không phải cho nó chai rượu để nó say xỉn, không phải cho nó gái đẹp để nó hư thân, không có. Cho nên Ngài là đấng đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót, cho nên Ngài biết rằng cái gì cần cho mình thì Ngài trao. Con một còn chưa tiếc, huống chi là mấy cái chuyện lẻ tẻ khác mà cứ phải lo. Chạy đến lòng thương xót Chúa, chứ bảo ta chỉ muốn cho nhiều chứ không muốn cho ít. Mà là sở dĩ ta có thể cho ngươi được là tùy ngươi. Ta cho ngươi cái bình mang tên là bình tín thác. Càng tín thác nhiều bao nhiêu thì ơn phúc của ta ban càng nhiều bấy nhiêu. Mà nếu không tín thác thì chẳng có cái gì xảy ra. Cái bình đậy nắp lại thì chẳng ơn phúc nào xuống được. Cho nên cái lòng tín thác mà mình đặt vào là nơi Đức Giêsu Kitô, đấng mà Thiên Chúa sai đến để cứu độ trần gian. Đặt lòng tin của mình vào đấng đó mà thôi. Đấng đó là đấng bảo trợ, đấng là đấng chữa lành, đấng đó là đấng đầy quyền năng, đấng là người mục tử chăm sóc đàn chiên, đấng là đấng sẵn sàng chết vì đàn chiên. Đặt vào đấng đó, chứ không phải vào vị này vị kia, chức này chức nọ, vai trò này vai trò kia. Đặt vào họ chẳng có gì an toàn. Có khi họ chưa lo cho họ xong rồi, họ lo gì cho mình. Mà vì thế một khi đã ban người con nó thì Thiên Chúa còn chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta hay sao? Ai sẽ buộc tội những người mà Thiên Chúa chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đứng làm cho nên công chính, chúng ta là người có tội? Ai buộc tội chúng ta đây? Thiên Chúa à? Không. Vì Thiên Chúa đã làm cho ta nên công chính rồi thì chả lẽ Ngài buộc tội làm cái gì? Làm cho nên công chính bằng cách là sai con một để đền tội cho chúng ta rồi, bằng cái chết và phục sinh của Ngài rồi. Cho nên chúng đã được nên công chính nhờ sự chết và phục sinh của Đức Giêsu, con của Thiên Chúa rồi. Thì Thiên Chúa buộc tội cái gì nữa bây giờ? Nếu Đức Giêsu không chịu chết đền thay tội lỗi chúng ta thì đúng ta đáng tội. Nhưng con một của Ngài, Ngài còn không tiếc trao nộp vì tất cả chúng ta để đền thay tội lỗi chúng ta rồi, thì Thiên Chúa còn chấp tội ta nữa hay không? Còn kết tội ta nữa hay không? Nếu mà kết tội thì cho con một đến đền tội để làm cái gì? Hay là chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại, đã ngự bên hữu Đức Chúa Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ngài đã chết vì tội ta thì Ngài lại còn kết tội ta sao được? Không những vậy mà bây giờ Ngài còn đang ngự bên hữu Thiên Chúa Cha mà chuyển cầu cho chúng ta. Ngài là trung gian duy nhất. Ngài là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại, để khấn cầu cho chúng ta. Ngài chuyển cầu cho chúng ta, Ngài chết cho chúng ta, không nghĩa Ngài kết án mình. Cho nên đừng có nuôi trong lòng cái tư tưởng là Thiên Chúa kết án, Thiên Chúa trừng phạt. Mà Thiên Chúa kết án hay trừng phạt là do chính mình. Như trong bài tin mừng Chúa nói: Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi. Các ngôn sứ và những người được sai đến để nói cho dân Israel mà Chúa gọi là Jerusalem, Jerusalem. Nó không phải là cái thành Jerusalem mà những con người sống ở đó. Jerusalem, Jerusalem là nói về tất cả những người dân Do Thái đấy. Họ đã ném đá, giết chết các ngôn sứ và người được sai đến để nói với họ rằng hãy quay về đón nhận lòng thương xót của Chúa đi, đón nhận Chúa Giêsu là đấng đầy quyền năng và lòng thương xót đi. Họ không tin, cho nên họ tự kết án họ. Chúa đâu có kết án họ. Đã bao lần ta muốn tập hợp các ngươi lại như gà mẹ tập hợp các con dưới cánh mà các ngươi không chịu. Đấy, tại các ngươi không chịu, chứ không phải tại ta không làm hay là ta không muốn. Ta rất muốn, bao lần ta muốn mà tụ họp các ngươi lại thành con của Cha trên trời là anh chị em với nhau trong một đại gia đình có Chúa là Cha. Ta đã chết để làm công việc đó mà ngươi vẫn không chịu. Đã vậy thì các ngươi sẽ bị bỏ mặc, chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn đó. Các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa cho đến ngày các ngươi nói là chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa, là các ngươi chỉ thấy được ta trong ngày quang lâm, ngày đến trong vinh quang Đức Giêsu đến, mà ngày mà mọi người phải chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Bây giờ Chúa đến, thời của lòng thương xót, giờ lòng thương xót để kêu gọi người ta quay trở về, để người ta được cứu, để không bị kết án mà người ta không chịu. Thế thì người ta phải chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn đó thôi. Như Chúa nói với Faustina, không ai bị trầm luân hỏa ngục trừ khi chính họ muốn trầm luân mà thôi. Chúa kêu gọi, Chúa tạo bao nhiêu điều kiện, thậm chí sai con một của Ngài đến để nói mà không chịu nữa thì thôi. Phải chịu trách nhiệm về cái lựa chọn, cái cứng lòng đó mà thôi. Mà không có gì có thể tách mình khỏi tình yêu của Thiên Chúa được đâu, thưa anh chị em, nếu mình không muốn. Còn nếu mình mà muốn thì không có gì tách được. Còn mình không muốn gắn bó với Chúa, không muốn đón nhận Chúa, thì tự mình đã tách khỏi tình yêu của Chúa rồi. Mà tách khỏi tình yêu của Thiên Chúa thì rơi vào tay ma quỷ. Chỉ có hai vòng tay, một là Thiên Chúa, hai là ma quỷ. Một bóng tối, hai ánh sáng, một sự thiện, hai sự ác. Ta lựa chọn cái này thì bỏ cái kia. Ta lựa chọn ma quỷ, sự giữ thế gian, thì tự mình tách rời khỏi Thiên Chúa. Chúa cũng chẳng đẩy mình đâu. Chúa nói ta muốn quy tụ ngươi lại như gà mẹ giang cánh tay ôm ấp đứa con, mà đứa con nó không chịu nấp vào cánh của người mẹ, mà nó chịu nấp vào cánh của thế gian, của quyền lực, của ma quỷ, của sư dữ, của tội lỗi. Nó chạy theo đó, nó thấy nó khoái, nó sướng. Còn những người mà gắn bó với Chúa, ma quỷ nó không để yên đâu. Ma quỷ nó nói với Faustina là ngươi đừng nói gì về lòng thương xót Chúa thì ta để yên. Hãy sống bình thường như các chị em nữ tu khác đi. Vì gì phải nói về lòng thương xót Chúa cho nó rách việc ra. Nó tách Faustina khỏi lòng thương xót Chúa. Vì khi mà ngươi nói về lòng thương xót Chúa thì biết bao nhiêu người bỏ ta mà chạy đến với Ngài để được cứu. Đã sống hết các linh hồn rồi. Bao nhiêu vất vả của ta để nhốt họ trong hỏa ngục. Bây giờ ngươi nói về lòng thương xót Chúa, nó bỏ ta, nó chạy về với Chúa, nó được Chúa cứu, Chúa thương rồi. Cho nên Chúa nói ma quỷ là kẻ thù số một của lòng Chúa thương xót. Nó tìm mọi cách, nó tách con người ta khỏi lòng thương xót của Chúa. Mà nếu ta không muốn, nó chả làm gì được đâu, thưa anh chị em. Mà ta cũng không thể chống lại được nếu không có ơn của Chúa. Sức mình là con người, ma quỷ là quyền lực siêu nhiên, làm sao mình chống lại được. Cho nên phải gắn bó với Chúa hàng ngày qua lời cầu nguyện, lòng thương xót Chúa, qua việc nghe lời Chúa mỗi ngày. Mình sống với cái lơ là, cái là ma quỷ nó rình. Kinh Thánh nói là ma quỷ như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Nó rảo quanh tìm con mồi nào mà không cẩn thận, không đề phòng, ngây ngơ ngô ra là nó sơi liền. Bồi mới hỏi tại sao ngày xưa nó đạo đức thế mà bây giờ nó như thế. Vì là như vậy, thiếu cảnh giác. Ngày xưa cháu nó ngoan lắm, đi cả đoàn nó đi giúp lễ, mà sao bây giờ nó chẳng giúp lễ thời gì cho con khổ quá. Bởi nó bỏ Chúa, bỏ mẹ, chẳng có Chúa Nhật, chẳng xưng tội gì cả, con khổ quá. Ngày xưa nó ngoan lắm mà. Đó, thưa anh chị em, tự mình tách khỏi Thiên Chúa, mình chạy theo ma quỷ, theo quyền lực, theo thói ăn chơi, theo phù du của thế gian, theo những bóng hồng, theo những cái gì là ảo vọng, ảo tưởng, ảo ảnh. Toàn là ảo không, nhưng mà nó hấp dẫn quá. Cho nên tự mình tách, chứ Chúa không có tách. Chúa lúc nào cũng như gà mẹ giang cánh để đứa con nó quay về. Và khi mình gắn bó với Chúa rồi thì thưa anh chị em, Đức Giêsu nói với những người mà họ bảo rằng thôi, Ngài ơi, Ngài Giêsu ơi, xin ông đi khỏi đây đi, coi chừng nha, Hêrôđê đang muốn giết ông đấy, thôi trốn đi, chạy trốn nhanh. Chúa sợ không? Không gì tách ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa Cha mà. Ngay gì đâu mà Ngài sợ. Hãy đi nói với con cáo ấy rằng là hôm nay, ngày mai tôi phải trừ quỷ và chữa lành. Nhiệm vụ của Thiên Chúa ở trần gian là loan báo tin mừng, dạy dỗ cho con người ta biết về giáo lý của Chúa, loan báo, giảng dạy và chữa lành. Trong việc chữa lành đó có trừ ma quỷ. Và Chúa truyền lại cho các tôn đồ và các chúng ta ngày hôm nay làm công việc đó: loan báo, giảng dạy và chữa lành, xua trừ ma quỷ. Ta phải làm công việc đó vì đó là việc mà Cha ta sai ta đến. Ta không sợ đâu, không ai cản phá được đâu. Cho nên dù cái chết thì nữa thì các tông đồ vẫn đi loan báo tin mừng và đã chết vì đạo. Các thánh tử về đạo Việt Nam và bao nhiêu các thánh tử đạo khác trên thế giới cũng như thế. Và biết bao nhiêu con người ngày hôm nay đang sống và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa cũng như thế. Hôm nay, ngày mai, tôi phải trừ quỷ và chữa lành. Ngày thứ ba là tôi hoàn tất công việc đó. Tuy nhiên hôm nay, ngày mai và ngày mốt tôi phải tiếp tục đi. Đến ngày thứ ba, ngày hoàn tất, tức là khi Ngài chết, Ngài sống lại, trong nấm mồ 3 ngày, Ngài sống lại là hoàn tất công trình cứu độ ở trần gian, hoàn tất sứ vụ của Ngài ở trần gian, để không còn thấy Ngài nữa cho đến ngày Ngài đến lần thứ hai trong vinh quang, ngày tận thế, ngày quang lâm, ngày cánh trùng. Và ngày hôm nay Ngài để lại cho chúng ta, những người bước theo chân Ngài, theo chân Thầy Giêsu, cũng ơn can đảm mạnh dạn đó. Hãy đi nói với con cáo đó rằng hôm nay, ngày mai tôi phải loan báo và chữa lành. Mà mình đi là con đường lòng thương xót Chúa, đi loan truyền cũng vậy. Gặp nhiều trở ngại lắm thưa anh chị em, gặp nhiều chống đối lắm thưa anh chị em, mà hơn 10 năm nay chúng tôi vẫn cứ lao đi. Hôm nay, ngày mai chúng tôi còn phải đi loan báo, rao giảng và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Nói với những người chống đối đó như vậy. Ngày mai và ngày mốt vẫn cứ phải tiếp tục ra đi. Cho nên thưa anh chị em, có nhiều lần bị đe dọa cấm không được loan báo. Tôi nói cho dù có dí súng vào đầu tôi mà nói không được loan báo vào lòng thương xót Chúa, thì tôi vẫn tiếp tục loan báo và sẵn sàng ra đi. Nói dứt khoát rõ ràng với họ như vậy. Vì việc loan báo ấy là tin vui, tin mừng, tin tốt lành. Đó là một điều tốt lành cho mọi người. Tại sao không làm? Mà tại sao cấm? Lý do gì để mà cấm làm chuyện đó? Có gì sai quấy trong chuyện đó không? Sai cho tôi biết, sai tôi sẵn sàng sửa. Còn nếu không sai thì tôi phải làm thôi. Không cho phép thì tôi vẫn cứ làm. Vì cái đó đâu cần phải cho phép. Đi loan báo tin vui, tin mừng, chứ đâu phải đi làm điều xấu gì đâu mà xin phép cái gì. Thưa anh chị em, mình dám mạnh dạn xác tín rằng như bài hát: không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Trong Đức Kitô, tôi thầm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần thiên phu, dù hiện tại tương lai hay quyền năng, tôi thầm tín rằng dù là muôn chiều sâu, dù là muôn chiều cao, dù là cho bất cứ trên trần gian, không có gì, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Trong Đức Kitô, mình xác tín không có gì tách mình khỏi lòng thương xót của Chúa. Xác tín như vậy, dù là khó khăn bão táp, dù khó nhọc cay đắng, dù trần truồng đói khát hay hiểm nguy, dù mặc ai lên án, dù mặc ai vu cáo, dù là cho đến chết chết tủi đau, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Trong Đức Kitô không gì tách tôi ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Anh chị em vững tin như thế và mạnh dạn ra đi loan báo quyền năng lòng thương xót của Chúa. Không một quyền lực nào có thể ngăn cản được, vì Chúa đã nói ta bảo vệ như vinh quang của ta, không kẻ thù nào có thể làm hại được. Xin Chúa thương chúc lành cho chúng ta và chúc lành cho ước nguyện, mơ ước một ốc đảo lòng thương xót Chúa, một nơi để con người ta có thể đến cầu nguyện, loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa, nơi để người ta có thể đến cảm nghiệm lòng thương xót Chúa qua việc ta thực hành lòng thương xót Chúa cho những người đến đó ốm đau bệnh tật, nhất là những người ngoại đạo. Và mỗi người mạnh dạn làm việc đó với niềm xác tín, không gì tách mình khỏi lòng thương xót của Chúa. Xem cùng thinh lặng cầu nguyện cho những người đang bị chao đảo, khó khăn thử thách, muốn bỏ Chúa, muốn chối Chúa, những người không dám hay là không muốn hay là sợ, không dám đi tiếp con đường lòng thương xót Chúa, những người đã bỏ cuộc, những người đang gặp thử thách trên bước đường loan truyền lòng thương xót Chúa. Xin cho họ xác tín rằng không gì tách chúng ta khỏi lòng thương xót của Chúa. Ta cùng cầu nguyện cho những người xin khấn nguyện. Ơn chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, ơn bình an, ơn hoán cải và những ơn như lòng mong ước. Chúng ta cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng để đón Chúa vào trong tâm hồn mình. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lây Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Ôi bi tinh diệu hiền mà Chúa đã hiến tặng chúng con, kính lạy máu nước đã tuôn trào, nước đã tuôn trào từ thánh tông Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót chúng con. Chuyện đạo chuyện đời ngày 28 tháng 10. Thánh Simon và Thánh Judas tông đồ. Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được xuống tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, con ngài hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương. Chuyện đạo chuyện đời ngày 28 tháng 10. Thánh Simon và Thánh Judas tông đồ. Hai vị thánh tông đồ này được mừng kính chung một ngày lễ. Thánh Simon được gọi là người nhiệt thành vì thánh nhân rất trung thành với lề luật Do Thái. Lần kia Thánh Simon được Chúa Giêsu gọi đi làm tông đồ và ngài đã dâng hiến trái tim cùng mọi năng lực của ngài để rao giảng tin mừng. Với các tông đồ khác, Simon nhận được Chúa Thánh Thần trong ngày lễ hiện xuống đầu tiên. Sau đó, người ta nói là thánh nhân đã đến Ai Cập để rao giảng tin mừng. Rồi Simon tới Ba Tư cùng với tông đồ Giuđa và cả hai cùng chịu tử đạo tại đây. Thánh Giuđa thường được gọi là Taliô, nghĩa là người can đảm. Thánh nhân được biết tới vì câu hỏi ngài đặt cho Đức Giêsu trong bữa ăn tối. Chúa Giêsu nói: "Ai yêu mến thầy thì sẽ được cha thầy yêu mến, và thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy." Và Thánh Judas muốn biết: "Lạy Chúa, làm sao Chúa lại tỏ mình ra cho chúng con mà lại không tỏ ra cho thế gian?" Chúa Giêsu trả lời: "Ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy, và cha thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy." Thánh Giuđa đôi lúc cũng được gọi là vị thánh của những trường hợp tuyệt vọng hoặc không thể. Người ta hay cầu khấn với thánh nhân khi sự việc dường như vô vọng. Thông thường, Thiên Chúa nhận lời những ai cầu xin qua lời bầu cử của vị tông đồ yêu quý này. Thưa chị em và các bạn, hai vị thánh tông đồ Simon và Judas có những cá tính độc đáo và khác biệt nhau hoàn toàn. Nhưng mỗi vị lại đều được Chúa Giêsu rất mực yêu thương. Chúng ta hãy nài xin Thánh Simon và Thánh Judas chỉ cho chúng ta biết cách chấp nhận chính mình và biết dùng những tặng ân Thiên Chúa ban để loan truyền những sứ điệp của người, đặc biệt là những tông đồ lòng Chúa thương xót, biết dùng tặng ân Chúa ban để loan truyền lòng Chúa thương xót. Và thưa anh chị em và các bạn, Thánh Judas khác với Judas Iscariot là kẻ nộp Chúa, bán Chúa lấy 30 đồng. Judas là nhân vật được đề cập đến trong Phúc Âm theo Thánh Luca cũng như trong công vụ tông đồ. Thánh Matthêu và Thánh Marco gọi ngài là Taliô. Ngoài ra, ngài không được nhắc đến ở chỗ nào khác trong các Phúc Âm, ngoại trừ khi kể tên các tông đồ. Nên Judas này cùng tên với Judas Iscariot, nhưng Judas Iscariot thì đã tuyệt vọng sau khi bán Chúa và thắt cổ tự tử. Còn vị thánh cùng tên này là Thánh Judas tông đồ. Còn Thánh Simon được tất cả 4 phúc âm nhắc đến. Có 2 phúc âm gọi ngài là người nhiệt thành, là Zelot, nghĩa là dao găm. Phái nhiệt thành là một nhánh Do Thái giáo đại diện cho chủ nghĩa dân tộc Do Thái. Đối với họ, lời hứa gửi Đấng Messiah đến trong Cựu Ước có nghĩa là người Do Thái sẽ được tự do và có được một quốc gia độc lập. Chỉ có Thiên Chúa là vua của họ. Cho nên, việc nộp thuế cho người La Mã là người đang đô hộ họ thì được coi là xúc phạm đến Thiên Chúa. Chắc chắn rằng, một số người nhiệt thành là mưu dễ tinh thần của các anh em Maccabee, những vị anh hùng giành độc lập cho dân tộc khỏi tay các vua xứ Syria ngày xưa. Họ muốn tiếp tục lý tưởng tôn giáo và tranh đấu cho độc lập từ tay người Roma. Nhưng nhiều người trong nhóm họ cũng giống như quân khủng bố ngày nay. Họ lùng bắt để giết những người ngoại quốc và người Do Thái cộng tác với địch. Họ có dao găm ở trong người, gặp là họ lụi, gọi là Zelot, dao găm. Họ là những người chủ chốt trong vụ nổi loạn chống Roma và kết thúc mọi chuyện bằng việc thành Jerusalem bị phá hủy vào năm 70. Thưa anh chị em và các bạn, như mọi trường hợp các thánh tông đồ, ngoại trừ thánh Phêrô, Gioan và Giacôbê, chúng ta đang đối diện với những người thực sự vô danh, và chúng ta bàng hoàng trước sự kiện là sự thánh thiện của họ hoàn toàn nhờ vào ơn của Chúa Kitô. Ngài chọn một số người mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến. Một đoàn viên đảng nhiệt thành Zelot, một nhân viên thu thuế này, một ngư dân nóng tính này, hai người con của sấm sét này và một Giuđa Iscariốt này. Thưa anh chị em và các bạn, sự lựa chọn đó là một nhắc nhở cho chúng ta biết rằng không phải ai cũng có quyền được Chúa chọn. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và sai các con đi để sinh hoa trái và hoa trái các con tồn tại. Sự thánh thiện không lệ thuộc ở công trạng, văn hóa, cá tính, sự cố gắng hay thành đạt của loài người. Nó hoàn toàn là ân sủng của Thiên Chúa. Thiên Chúa không cần đến nhóm nhiệt thành, nhóm Zelot để giúp nước trời trị đến bằng bạo lực. Thánh Judas cũng như các thánh khác là vị thánh đáng lý không thể là thánh. Nhưng chỉ có Thiên Chúa mới tạo được sự thánh thiện, tạo được đời sống thánh thiện nơi con người. Và lòng thương xót của Chúa, tất cả là do lòng thương xót của Chúa, chứ không phải là do khả năng hay là đạo đức hay là sự thánh thiện của con người. Lòng thương xót của Chúa muốn tất cả mọi người chúng ta được nên thánh, được cứu độ, được hưởng ân phúc nơi lòng thương xót của Chúa. Chỉ những người nào mà cố tình ngoan cố, không muốn được cứu, thì Chúa chẳng làm gì được, vì Chúa tôn trọng tự do của con người. Cho nên Chúa nói với Faustina rằng là ai muốn trầm luân trong hỏa ngục, không muốn được cứu thì họ mới bị trầm luân mà thôi. Không phải Thiên Chúa không thể, nhưng Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người, để cho họ tự quyết định và sử dụng tự do của họ, thì họ cũng phải chịu trách nhiệm về quyết định và tự do họ sử dụng. Thưa anh chị em, nhân ngày lễ Thánh Simon và Giuđa tông đồ, chúng ta biết rằng các giám mục là do truyền từ các tông đồ. Một dòng chảy liên tục từ các tông đồ đặt tay truyền chức, cho đến các giám mục ngày hôm nay. Cho nên các giám mục là người kế vị các tông đồ, còn linh mục là người cộng tác với giám mục, phụ giám mục để làm nhiệm vụ mà Chúa trao cho các tông đồ là các giám mục ngày hôm nay. Nhân ngày lễ hai thánh tông đồ Simon và Giuđa, xin chia sẻ với anh chị em bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco nói về các giám mục với chủ đề giám mục là phục vụ hơn là cai trị, như Chúa đã gọi các tông đồ và sai các ông đi. Và Chúa nói con người đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Vậy thì những người được sai đi là các tông đồ, là các giám mục, cũng phải là người phục vụ chứ không phải là người được phục vụ hay là người cai trị người khác. Vào lúc 9 giờ sáng ngày Chủ nhật 17 tháng 10 năm 2021, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phê-rô để tấn phong giám mục cho Đức ông Guido Marini và Đức ông Andre Gaprian Ferrada Moreira. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục gần gũi với Thiên Chúa, với các giám mục khác, với các linh mục và với dân chúng. Ngài cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm cao cả trong giáo hội của các giám mục và nhấn mạnh rằng sứ vụ của các giám mục là để phục vụ hơn là cai trị. Trách nhiệm cao trọng trong giáo hội của các giám mục là tiếp tục sứ vụ cứu độ và thánh hóa của Chúa Kitô. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi suy tư về trách nhiệm giáo hội cao trọng mà các tân giám mục được kêu gọi nhận lãnh. Ngài nhắc rằng Chúa Giêsu Kitô được Chúa Cha sai đến để cứu chuộc nhân loại, và Người cũng đã sai 12 tông đồ đi vào thế giới để được tràn đầy quyền năng của Chúa Thánh Thần. Họ sẽ loan báo tin mừng cho muôn dân và quy tụ họ dưới một chủ chăn duy nhất, thánh hóa họ và hướng dẫn họ đến ơn cứu độ. Sứ vụ tông đồ này được duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác qua việc các tông đồ chọn những người cộng tác và đặt tay ban cho họ ơn Chúa Thánh Thần mà các ngài đã nhận được từ Chúa Kitô. Đức Thánh Cha giải thích, do đó, qua sự kế thừa không ngừng của các giám mục trong truyền thống sống động của giáo hội, thừa tác vụ chính yếu này được duy trì và hoạt động của đấng cứu thế vẫn tiếp tục và phát triển cho đến thời đại chúng ta. Chính Chúa Giêsu Kitô của chúng ta, linh mục thượng phẩm đời đời, hiện diện nơi họ. Đức Thánh Cha giải thích thêm, thật vậy, trong sứ vụ của giám mục, chính Chúa Kitô tiếp tục rao giảng tin mừng cứu độ và thánh hóa các tín hữu. Và trong vai trò người cha của giám mục, Chúa phát triển thân thể của Người là giáo hội và các chi thể mới. Chính Đức Kitô qua sự khôn ngoan của giám mục hướng dẫn dân Chúa trong cuộc hành hương trần gian để đến với hạnh phúc vĩnh cửu. Giám mục là phục vụ hơn là cai trị. Ngỏ lời với hai tân giám mục, Đức Thánh Cha nói, các con đã được chọn giữa loài người và vì loài người. Các con đã được chọn không vì các con mà vì tha nhân trong những việc của Thiên Chúa. Chức giám mục thực ra là tên của một công việc. Sẽ không là giám mục thực sự nếu không có phục vụ. Nó không phải là một danh dự như các môn đệ đã muốn, người ngồi bên phải, người ngồi bên trái. Bởi vì giám mục là phục vụ hơn là cai trị, theo lệnh truyền của Thầy Giêsu. Ai là người lớn nhất trong anh em, hãy trở nên người nhỏ nhất. Còn ai cai quản, hãy như kẻ phục vụ. Phục vụ, và với việc phục vụ này, các con sẽ gìn giữ ơn gọi của các con và sẽ trở thành những mục tử thật sự qua việc phục vụ, chứ không trong danh dự, quyền hành, quyền lực. Hãy phục vụ, luôn phục vụ. Loan báo lời Chúa và học hỏi. Về vai trò của các tân giám mục trong cộng đoàn tín hữu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh những ưu tiên bắt đầu từ việc loan báo lời trong mọi cơ hội, thuận tiện và không thuận tiện. Khuyên nhủ, khiển trách, khuyến khích bằng sự cao thượng và giáo lý. Và Ngài mời gọi các tân giám mục hãy tiếp tục học hỏi. Ngài chỉ ra một con đường chính xác. Qua lời cầu nguyện và của lễ hy sinh cho dân của mình, các con rút ra từ sự viên mãn thánh thiện của Chúa Kitô, sự phong phú đa dạng của ân sủng Thiên Chúa. Gần gũi Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói với các tân chức, các con sẽ là những người gìn giữ đức tin, việc phục vụ, lòng bác ái trong giáo hội. và vì thế cần có khả năng gần gũi. Trước hết là gần gũi Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc nhở, giám mục là một người gần gũi Thiên Chúa trong cầu nguyện. Không thể lấy lý do có quá nhiều việc phải làm nên không có giờ cầu nguyện. Vì thế, cần biết dừng lại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, nhiệm vụ đầu tiên của giám mục là cầu nguyện, và không như con vẹt, nhưng cầu nguyện bằng con tim. Gần gũi các giám mục khác. Lời khuyên thứ hai của Đức Thánh Cha là gần gũi các giám mục khác. Ngài nói, anh em hay là các giám mục sẽ có những cuộc thảo luận giữa anh em, nhưng như anh em và thân thiết. Đừng bao giờ nói xấu các giám mục anh em. Đừng bao giờ. Hãy gần các giám mục. Gần gũi các linh mục. Sự gần gũi thứ ba là gần gũi các linh mục. Xin anh em đừng quên rằng các linh mục là những người thân cận nhất của anh em. Xin anh em đừng quên rằng các linh mục là những người thân cận nhất của anh em. Đức Thánh Cha lấy làm tiếc khi chương trình nghị sự của giám mục chiếm hết chỗ và phải hoãn cuộc gặp gỡ với một linh mục. Ngài nói, nếu anh em biết một linh mục đã gọi anh em, hãy gọi cho cha ấy cùng ngày hoặc ngày hôm sau. Như thế, cha ấy sẽ biết rằng mình có một người cha. Gần gũi với dân Chúa. Cuối cùng là gần gũi với dân thánh của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô nói với môn đệ Timote: hãy nhớ đến mẹ của con, bà của con. Rồi nói thêm, anh em đừng quên rằng mình đã được chọn từ đàn chiên, chứ không phải từ nhóm những người ưu tú học hỏi có nhiều bằng cấp. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha cầu nguyện xin cho các tân giám mục sẽ có thể tăng trưởng trên con đường gần gũi này, noi gương Chúa, bởi vì Người đã luôn và đang luôn ở giữa chúng ta. Amen. Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được Chúa tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên. Sống đúng, sống đẹp thứ năm 28 tháng 10, 2021. Chuyện xưa tích cũ, sự tích cũ khoai lang. Đam mê nào mà không lôi cuốn, sắc đẹp nào mà không quyến rũ, dù con là sỏi đá vô tri. Sống đúng, sống đẹp thứ năm 28 tháng 10, 2021. Chuyện xưa tích cũ, sự tích cũ khoai lang. Ngày xưa, cách đây mấy ngàn năm, ở một vùng nọ, bên bìa rừng, có cậu bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sinh sống cùng người bà trong ngôi nhà tre vách đất. Bà thì già yếu và bệnh tật triền miên, cháu thì còn quá nhỏ, mà hàng ngày phải vào rừng đào củ mài củ ráy đem về ăn, nên hai bà cháu thường xuyên rơi vào cảnh bữa no bữa đói. Một hôm, vì trời trở mùa nên bệnh tình của bà cậu bé cũng trở nặng. Nằm trên giường nhìn đứa cháu nhỏ lăng xăng chăm sóc mình, bà nói: "Tội nghiệp cháu tôi quá, mồ côi mồ cút, không người chăm lo, lại phải chăm sóc bà, đầu ốm triền miên thế này. Tội nghiệp cháu quá, lỡ bà có mệnh hệ nào, không biết cháu sẽ sống với ai đây." Cậu bé nắm lấy tay bà và nói: "Bà ơi, bà nghỉ ngơi cho nhanh khỏi bệnh. Cháu chỉ mong trời cho bà sống thật lâu với cháu thôi. Bây giờ cháu đã lớn rồi. Từ nay trở đi, cháu sẽ đi kiếm củi, đổi lấy thóc giống về gieo trồng, để sau này có gạo nấu cơm cho bà ăn, bà nhé." "Tội nghiệp cháu quá, bằng này tuổi đã phải vất vả rồi, trời Phật phù hộ cháu nha. Cháu ngoan của bà." Từ đó, cậu vào rừng kiếm củi để đổi lấy thóc, rồi cấy cày, gieo mạ và trồng được một ruộng lúa nho nhỏ. Bất kể nắng mưa, ngày nào cậu cũng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để chăm cho ruộng lúa của mình. Thời gian trôi qua, khi ếch nhái kêu râm ran ngoài đồng ruộng để gọi cơn mưa rào đầu hạ, cũng là lúc mùa lúa trổ đồng. Hương thơm của bông lúa vang theo làn gió nhẹ, lừng lững mùi sữa. Từ trong khóm lúa, bông lúa non trắng muốt chi chít những hạt lúa non. Cả cánh đồng tràn ngập một màu trắng dịu nhẹ. Mênh mông sông lúa mênh mông, lúc trời mà rạng đông, bóng người thấp thoáng, cuối đường thanh vắng, bước đều mà quàng gánh nặng vai. Chơi vơi gánh lúa, chơi vơi dân làng mà làng ơi. Tiếng người ơi qua làn nắng mới, vui chân đi tới phiên chợ mai. Gánh thóc về, gánh thóc về, gánh thóc về, gánh thóc về, gánh về, gánh về, gánh về, gánh về. rung rinh gánh lúa rung rinh, cánh đồng mà xinh xinh rằng xinh. Lão bà tóc trắng, cữu kịt quang gánh, môi trầu mà tươi đam cỏ xanh. Rung rinh gánh lúa rung rinh, sức già mà còn nhanh, tóc bà phơi nắng, lúa nhà tôi gánh, hai vai đem sức nuôi toàn dân. Gánh thóc về, gánh thóc về, gánh thóc về, gánh thóc về, gánh về, gánh về, gánh về, gánh về. Rồi cơn nắng hạ về trải đều khắp thửa ruộng, để bông lúa cong dần, ngả vàng và trĩu hạt, đong đưa trong gió. Cậu bé sung sướng nghĩ thầm, thế là sắp có bát cơm trắng cho bà ăn rồi. Sắp có bát cơm trắng cho bà ăn rồi. Những bông lúa ngày càng trĩu nặng hơn, báo hiệu sắp đến ngày thu hoạch. Thì một buổi chiều kia, một tia sét đánh xuống, khiến cho cả khu rừng bốc cháy ngùn ngụt. Ngọn lửa lan nhanh ra khắp nơi, khiến cho những khóm lúa trên thửa ruộng của cậu bé cũng cháy rụi. Nhìn thành quả suốt bao nhiêu tháng miệt mài chăm bẵm giờ đã cháy thành tro. Cậu bé vừa buồn vừa thất vọng. Cậu ôm mặt khóc nức nở. Trời ơi, giờ phải làm sao đây? Cháy hết rồi, không còn gì ăn cả. Vậy là mùa này bà không được ăn bát cơm trắng nữa rồi. Trời ơi, giờ phải làm sao đây? Lấy gì cho bà ăn đây bà? Trời ơi. Trời ơi, làm sao đây? Bỗng một tia sáng lóe lên và có một ông bụt hiện đến trước mặt cậu và nói: "Chào cậu bé." Ông là ai vậy? Ông là ai vậy? Đừng sợ con à, ta là ông Bụt đây. Bụt chỉ đến để cứu người, giúp người, thương xót người. Bụt không có hại người đâu. Con, vì sao mà con khóc vậy? Nói ta nghe. Thưa ông, bà của con đang bệnh nặng. Con mong trồng ít lúa để có bát cơm trắng cho bà. Nhưng ruộng lúa sắp đến ngày thu hoạch thì bị lửa tui rụi hết rồi, không còn gì nữa. Con lấy gì để cho bà ăn đây ông ơi? Ông Bụt mỉm cười, gật đầu và nói: "Hỡi cậu bé, có tấm lòng hiếu thảo và chăm chỉ, được lắm. Ta sẽ cho con một điều ước. Bây giờ con ước gì nói ta nghe, ta sẽ đáp ứng điều ước đó của con. Ô, thật không ông? Ông cho con một điều ước phải không? Được, con cứ ước đi, ta sẽ ban cho con như điều mong ước. Vậy thì thưa ông, con chỉ ước sao cho... Con ước gì? Con ước sao cho bà của con không bị đói nữa là con vui lắm rồi ông ơi. À, được. Con ngoan, chỉ biết nghĩ cho người khác, ta sẽ cho con thỏa điều ước nguyện. Nói rồi, ông Một biến mất. Cậu bé ngơ ngác tìm quanh, không thấy ông Một đâu nữa. Cậu la lên: Ông Một ơi, ông Một ơi, ông đâu rồi? Ông đâu rồi? Ông nói sẽ cho con một điều ước mà ông đâu mất rồi. Ông ơi, ông đâu rồi? Ông Một ơi, ông Một ơi, ông đâu rồi? Đang ngơ ngác thì cậu bé ngửi thấy một mùi thơm phức. Mùi thơm này bay ra từ làn khói trắng của trận cháy rừng. Lần theo mùi thơm ấy, từ trong đống tro tàn, cậu bé đào lên được một thứ củ gì trông rất lạ, cậu chưa thấy bao giờ. Cái củ này bên ngoài đã bị cháy xém, nhưng khi bẻ đôi ra thì thấy ruột của nó có màu vàng nhạt. Thấy mùi thơm, cậu đưa lên miệng nếm thử thì thấy thứ bột mềm mịn, có vị ngọt, bùi rất thơm và ngon. Cậu la lớn: Ô, thứ củ gì mà ngon quá vậy? Củ gì đây? Cả đời mình chưa được ăn thứ củ gì mà thơm ngon như thế này. Ô, quá ngon, quá ngon. Ô. Cậu bé ăn hết cái củ ấy và nghĩ thầm: chắc quanh đây còn nhiều lắm, ta phải tìm và mang về cho bà ăn thử nữa. Chắc bà sẽ thích lắm đây, cái củ gì mà ngon thế này. Cậu tiếp tục đào bới đống tro tàn, lấy thêm được một ít củ nữa, rồi hí hửng đem về. Khi cậu vừa chạy tới cửa rừng thì một dải dây leo màu xanh mướt quấn vào chân cậu. Ô, cây gì mà lạ thế này, ta cũng chưa thấy cái cây này bao giờ. Đến coi thử coi, chắc hẳn đây là cây của củ lạ thơm ngon đây. Vừa nghĩ, cậu vừa kéo dải dây leo lên. Rễ cây vừa trồi lên khỏi mặt đất thì những chùm củ lạ cũng được kéo lên theo. Cậu vui mừng reo lên: Ô, đúng là nó rồi, đúng là thứ củ lạ thơm ngon đây rồi. Ta phải mang một ít dây leo này về trồng thử mới được. Ô, hay quá. Cậu vui mừng chạy vội về nhà. Về đến nhà, cậu khoe bà: Bà ơi, bà ơi, có gì vậy mà cháu la to thế? Bà ơi bà, có gì vậy cháu? Cháu vừa tìm thấy một thứ củ lạ ăn rất thơm ngon, bà ăn thử đi nhé. Bà nếm thử thứ củ lạ và cũng tấm tắc khen ngon. Và lạ thay, sau khi ăn thứ củ lạ, bà của cậu bé thấy trong người khỏe hẳn lên. Bà hỏi: "Này cháu à, củ này ở đâu mà ngon vậy hả cháu? Kể cho bà nghe." "Ồ, ngon quá, bà ăn vô, bà thấy khỏe ra nữa. Thế là hào hứng, cậu bé kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bà nghe. Sau khi nghe câu chuyện, bà nói: "Ồ, vậy thì thứ củ này là của ông Bụt ban cho người nghèo chúng ta đây, thức ăn cho người nghèo. Ồ, cảm ơn ông Bụt, lòng tốt của ông Bụt, biết thương xót người nghèo. Này, cháu ơi." Sau đó bà nói cái gì vậy? Bà muốn cái gì? Bà nói con nghe đi. "Cháu à, cháu hãy vào rừng tìm thêm thứ cây quý đó, đem trồng khắp bìa rừng, bờ suối, để cho mọi người nghèo như bà cháu mình cũng có cái ăn. Tội nghiệp họ, lúa rừng cháy hết rồi, họ sắp đói đến nơi rồi, giống như những người bị Covid, những người bị cách ly, không có gì ăn, họ đang đói khổ, tội nghiệp họ. Cháu lấy đem về trồng để cho người nghèo có cái mà ăn. Đây là thức ăn cho người nghèo trời ban đây cháu ơi." "Dạ vâng, thưa bà, cháu sẽ làm theo lời bà vậy. Bà an tâm nha." Nghe lời bà, cậu bé đem thứ dây leo màu xanh mướt trồng ở khắp bìa rừng, bờ suối. Hàng ngày cậu cần mẫn xách nước tưới cho những luống cây. Chỉ mấy tháng sau, những rễ cây đã phình to thành củ có màu tím đỏ. Khi đem luộc hoặc đem nướng thì có vị thơm ngon ngọt bùi. Do thứ cây phát triển và bò lang trên mặt đất nên người ta gọi nó là củ khoai lang. Kể từ đó, những người nghèo ở quanh vùng khi nghe biết đến câu chuyện của cậu bé, họ kéo nhau đến xin những dây khoai lang, đem về vùi xuống đất và chăm bón. Tới mùa thu hoạch được rất nhiều củ. Trong mâm cơm của người Việt, người ta còn dùng lá và đọt non của dây khoai lang để luộc và xào ăn như một loại rau thông dụng. Cho đến tận bây giờ, khoai lang vẫn được rất nhiều người ưa thích, không riêng gì người nghèo, nhất là khoai lùi bếp nóng. Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ. Ngồi mình trâu phất ngọn cờ lau và miệng hát nghêu ngao. Vui thú không quên học đâu, nằm đồi non gió mát. Cất tiếng theo tiếng lúa đang reo, em đánh vần thật mau. Chiều vương tiếng diều trên bờ đê vắng xa. Đường về xóm nhà chữ y chữ tờ. Lùa trâu nhốt chuồng, gánh nước nữa là xong. Khoai lùi bêm nóng, ngon hơn lá vàng. Khoai lùi bêm nóng, ngon hơn lá vàng. Em mới lên năm lên 10, nhưng em không yêu đuối. Thầy mẹ yêu cũng vì trẻ thơ làm việc rất say sưa. Em biết yêu thương mẹ cha, đời cần lao sớm tôi. Ước mong sao em nhớn lên mau, vươn sức mạnh cần lao. Lùa trâu nhốt chuồng, gánh nước nữa là xong. Khoai lùi bếp nóng, ngon hơn lá vàng. Khoai lùi bếp nóng, ngon hơn lá vàng. Cho chàng hoa tay thưa anh chị em. Đó là sự tích của khoai lang đấy. Hôm nay mới nghe đến sự tích của khoai lang. Mà anh chị em hay nghe tôi nói đến chuyện khoái ăn sang, nhớ không? Khoái ăn sang là sáng ăn khoai. Lúc mà hoàn cảnh đất nước còn khó khăn, kinh tế còn rất là căng, lúa gạo chưa có đủ, cho nên người ta phải ăn độn. Ăn độn khoai, gọi là khoái ăn sang, là sáng ăn khoai. Sáng thì khoai lang, trưa thì khoai sọ, tối thì khoai mì. Nhưng mà bây giờ kinh tế đã lên rồi, có khi khoai nó còn đắt hơn là gạo nữa, nhất là những loại khoai quý hiếm, ví dụ như là khoai lang dương ngọc. Nhưng mà có một thứ khoai nữa gọi là khoai lang mật, ngon lắm thưa anh chị em. Người Đà Lạt họ lấy củ khoai rồi họ phơi nắng để chừng tuần nữa để cho nó mật nó chất lại, người vô Sài Gòn bảo cha khoai lang mật này, ui trời ơi, khoai vùi bếp nóng ngon hơn là vàng. Hồi xưa thì phải có bếp than cơ, chứ còn cho vào cái lò microwave thì nó lại không ngon, nó không có cái mùi thơm. Phải có than vùi vào trong đó, rồi nó cháy hết cái lớp vỏ, lấy ra vừa thổi vừa suýt xoa bóc cái lớp khoai nóng vỏ đen đi, ăn vào cái lớp bên trong ruột. Nhưng mà hao quá vì nó cháy nó cũng khá nhiều. Thế thì ở trung tâm mùa vụ chúng tôi mới phát hiện ra một cách làm khoai nướng ngon thơm mà đỡ hao. Vì củ khoai nó sống, mình phải nướng kỹ thì nó mới chín được bên trong. Muốn chín được bên trong thì phải cháy lớp bên ngoài, mà cháy lớp bên ngoài thì phí quá. Cho nên nhà nghèo phải tính kỹ. Thế thì tôi mới rửa sạch khoai đi, rồi luộc cho nó chín bên trong. Sau đó đem khoai luộc đó lên bếp lửa than nướng, lớp vỏ vừa kịp cháy thôi, cháy vừa đủ rám vừa đủ thơm, lấy ra ăn ngon mà không tốn, không bị cháy lớp ngoài, nhìn miệng nó cũng không có nhọ nhem nữa. Thơm ngon. Khoai lùi bếp nóng ngon hơn lá vàng. Nhưng mà bây giờ qua câu chuyện củ khoai ấy, mình rút ra được bài học nào cho lòng thương xót? Anh chị em và các bạn thấy có những nhân vật nào trong sự tích củ khoai thì những nhân vật đơn giản hơn, và đặc biệt là không có xuất hiện vai phản diện. Có những câu chuyện mà xuất hiện vai phản diện, mình chị em nghe bảo xui, còn nó ác thế, cái thằng nó ác thế. Mà giọng kể của cha là còn đánh đá chanh chua, còn nghe cái giọng cha kể, cái giọng nó chéo chát, nó gầm gừ, con cũng ghét cái khuôn mặt nó quá đi, cha làm nó càng đấy đang ghét thì mình cũng xé xác rồi. Thưa anh chị em, ở đây thì không có nhân vật phản diện, mà chỉ có những người nghèo, người hiền người lành, người tốt, những con người biểu hiện cho lòng thương xót Chúa. Những nhân vật ấy là ông Bụt, là bà lão và cậu bé. Và nhân vật chính của câu chuyện đó là củ khoai lang. Bà lão nghèo khó, những người nghèo, những người nông dân, những người nhà quê, những người thấp cổ bé miệng, những người chân chỉ hạt bột, không gian tham, không mánh mung, không ích kỷ, không ác độc. Bà lão nhà quê ấy mà trong bài hát Gánh 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 thóc về, tôi thấy có câu này: rung rinh gánh lúa, rung rinh cánh đồng mà xinh xinh rằng xinh. Lão bà tóc trắng cữu kịt quang gánh, môi trầu mà tươi đam cỏ xanh. Rung rinh gánh lúa, rung rinh sức già mà còn nhanh. Tóc bà phơi nắng, lúa nhà tôi gánh, hai vai đem sức nuôi toàn dân. Cái hình ảnh quá đẹp. Cánh đồng lúa mênh mông, rung rinh, sóng lúa mông. Anh chị em mà đi về những miền quê, bây giờ Sài Gòn thì thua rồi, những người ở thành thị thì thua rồi, phải đi về miền quê mà nhìn hai bên cánh đồng, lúc lúa nó chín vàng, gió nó thổi qua, như là những sóng lúa, đúng là sóng lúa mênh mông, rung rinh, gió, nghe tiếng gió, rồi ngửi mùi lúa chín. Mùi lúa chín nó thơm như thế nào? Chiếc áo dầu thơm của nàng hoa hậu, thố áo của tôi chỉ đượm hơi người. Mùi thơm của lúa mới, mùi thơm của lúa chín, mùi thơm của mưa, của nắng triền miên. Chiếc áo dầu thơm của nàng hoa hậu, thố áo của tôi chỉ đượm hơi người. Mùi thơm của lúa mới, mùi thơm của lúa chín. Mà hình ảnh một bà lão tóc trắng còn cữu kịt quang gánh. Xưa làm gì có xe thồ, làm gì có Grab, làm gì có xe máy cày, tất cả là sức người hết. Thậm chí mà người còn kéo cày bừa thay trâu nữa mà. Lão bà tóc đã trắng mà vẫn cữu kịt cái quang gánh, rồi môi trầu mà tươi đám cỏ xanh. Môi trầu thì đỏ mà cỏ thì xanh. Anh chị em tưởng tượng cái hình ảnh đẹp không? Màu đỏ của môi, không phải môi má phấn môi son nhưng mà là môi trầu, ăn trầu, môi nó đỏ. Bà đang gánh dưới đám cỏ xanh. Sức già mà còn nhanh. Tóc bà phơi nắng, thóc bà phơi nắng, thóc bà đem ra phơi nắng. Lúa nhà tôi gánh, hai vai đem sức nuôi toàn dân. Cái hình ảnh nó đẹp, quá đẹp. Bà nhà quê, mẹ quê vất vả trăm triệu, dễ thương lắm thưa anh chị em. Đấy là hình ảnh của những con người mà đi vào con đường lòng thương xót Chúa. Nghèo khó, nghèo khổ, đơn sơ chất phác, nhưng vẫn chịu thương chịu khó. Chứ không phải là ăn bám, chứ không phải là ăn không ngồi rồi, chứ không phải nằm chờ sung rụng. Bà lão ấy tóc trắng rồi mà vẫn còn cữu kịt quang gánh. Phương chi những người trẻ ngày hôm nay ta còn sức, mà tại sao ta lại thụ động như vậy? Tại sao ta lại nằm chờ sung rụng? Tại sao ta lại sống một cách bi quan yếm thế, nằm chờ thời, rồi ăn bám bố mẹ, ăn bám vợ con, làm khổ cho những người khác? Hình ảnh bà lão đấy. Con người của lòng thương xót Chúa là con người chịu thương chịu khó, như bà lão gánh thóc ấy. Tóc trắng mà sức còn nhanh đấy, mà gánh gạo nuôi toàn dân nha. chứ không phải chỉ nuôi bản thân mình. Bà lão chỉ nghĩ đến thằng cháu của mình thôi, không biết là bây giờ mà bà mất đi thì tội nghiệp thằng cháu nó sống như thế nào. Trong khi thằng cháu, cậu bé ấy là những tông đồ của lòng thương xót Chúa, chỉ biết nghĩ đến người khác, quan tâm đến người khác, nghĩ đến bà của mình. Bây giờ già yếu rồi, mình phải đứng lên, không để cho bà cứu kiệt quan gánh nữa mà phải đứng lên. Chịu thương, chịu khó, bắn mặt cho đất, bắn lưng cho trời để tự lực cánh sinh, không những nuôi sống mình mà còn nuôi sống người khác nữa. Không những giúp mình mà còn giúp cho người khác, để bà khỏi phải vất vả cứu kiệt quan gánh nữa. Hình ảnh cậu bé biết quan tâm, biết nghĩ đến người khác. Những người tông đồ lòng thương xót Chúa phải là những người chịu thương, chịu khó, vất vả và quan tâm đến người khác, nghĩ đến người khác, nhất là những người nghèo khó, nghèo khổ, chứ không phải chỉ biết chơi với những người giàu, những người có quyền, có chức, những người có địa vị, có thế giá, mà bỏ rơi những người nghèo khổ như bà lão nhà quê đây. Cậu bé nghèo cho nên biết thương người nghèo. Và khi mà cậu được ông Bụt hiện ra, mà được món quà đó là những củ khoai lang, thì cả bà lão và cậu bé: "Con à, ngon quá, con đem vô vườn lấy về đi, rồi đem trồng ở bờ sông, bờ suối, bìa rừng, để cho những người nghèo như chúng mình đây có của mà ăn, trời ban." Cậu và bà không sống ích kỷ. Nếu sống ích kỷ, thôi bà ơi, cất đi để dành bà cháu mình ăn, chứ lỡ mà đưa ra người ta lấy hết thì lấy gì mà ăn. Hoặc là thôi bà, bây giờ mình đầu tư đi bà, làm công ty khoai lang đi, rồi là bán, đang nghèo, đang đói, bán giá cao lên đi bà, mua của hiếm, của lạ như thế này chắc người ta mua đông lắm. Họ không nghĩ như vậy, không làm giàu trên xương máu của người khác. Lòng thương xót Chúa là chỉ biết nghĩ đến người khác, quan tâm đến người khác, nhất là những người nghèo khổ, những người đang cần sự giúp đỡ của mình. Và tấm lòng thành ấy của hai bà cháu ấy vẫn một lòng phó thác, không vì nghèo gọi là đói ăn vụng, túng làm liều hay là bần cùng sinh đạo tặc. Tấm lòng chân thành ấy, tin tưởng vào trời đất ấy, đã được trời thưởng qua hình ảnh ông Bụt. Ông Bụt ấy đã nghe tiếng than thở, kêu ca, kêu khóc của cậu bé và tiếng thở dài của bà lão. Cho nên ông Bụt ấy là chính Chúa Giêsu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, đã hiện ra với cậu bé như đã từng hiện ra với Faustina, và cũng hỏi Faustina: "Tại sao con khóc? Tại sao con buồn? Kể ta nghe." Ông Bụt biết chứ, nhưng mà vẫn muốn cậu bé kể. Chúa Giêsu biết chứ, nhưng mà vẫn muốn Faustina kể. Faustina bảo là: "Thưa Chúa, chuyện của con Chúa biết rồi mà, con làm gì Chúa biết mà." "Đúng, nhưng mà ta vẫn muốn nghe con kể chuyện của con cho ta nghe. Nào, chúng mình ngồi xuống đây nói chuyện với nhau như hai người bạn vậy." Tâm sự. Khi mình nói ra được cái tâm sự của mình, nói được nỗi lòng của mình, nói được những trăn trở, những bức xúc, những đau khổ của mình, những oan khiên, oan trái, oan ức của mình nhẹ lắm. Chúa Giêsu là người bạn. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ mà là bạn, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Các con là bạn hữu của Thầy. Mình có chấp nhận cho Chúa làm bạn không? Hay là mình xịt nghỉ chơi Chúa ra mà đi tìm những người bạn giàu có, con của đại gia mà chơi, còn chê người bạn nghèo là Chúa Giêsu? Hình ảnh ông Bụt nghe câu chuyện của thằng bé và: "Này, con ước cái điều gì đi?" Chẳng nếu mà mình vậy, con ước cho con được trúng số, con được có xe hơi, nhà lầu, ước cho mình, và chỉ nghĩ đến mình. Không hề. Con người của lòng thương xót Chúa, cậu bé ấy chỉ nghĩ đến người khổ, người nghèo, đó là bà của mình. Và chẳng mơ ước gì cao sang, chỉ mong cho bà con khỏi phải đói thôi. Vì mùa màng bị thất thu, bị cháy hết rồi. Bà đói lấy gì ăn, xin cho bà khỏi đói, còn con đói cũng được. Anh chị em thấy thế. Tấm lòng không tham, không ích kỷ, mà chỉ biết nghĩ đến người khác, nhường cho người khác phần hơn nơi cậu bé ấy. Và ông Bụt cũng không cho cậu bé há miệng chờ sung, nhưng mà phải tin tưởng, phải dấn thân, phải khám phá, phải đi tìm cái kho tàng. Được, ta cho con được như ước nguyện rồi biến mất. Ông ơi, ông nói ông cho con ước nguyện rồi ông biến mất là sao? Có mùi gì thơm thơm, đi tìm thử coi. Dám đi tìm, khám phá và dám thử. Ủa, ăn chết sao? Thôi ngu gì ăn, thôi thì không có chuyện gì xảy ra. Dám tìm, thấy và thử. Nếm thử mà xem, Chúa nói. Hãy đến mà xem. Thánh Kinh bảo nếm thử mà xem cho biết Chúa thiện hảo, biết là dường nào. Có nhiều người thấy củ khoai lang nó đen, cháy, coi thường nó, cầm vô bẩn tay, ăn vô dơ miệng, coi thường củ khoai lang cháy. Chúa ban cho mình những ơn phúc, nhìn bề ngoài thì không thấy gì cả. Có dám tín thác vào Chúa để mà đón nhận những món quà lòng thương xót Chúa, dù bên ngoài mình không thấy đó là cái gì hấp dẫn không? Có dám khám phá ra kho tàng nằm trong cái ruộng đó hay không? Hay thấy được cái viên ngọc quý bên ngoài xù xì đó hay không? Củ khoai ấy chính là thánh thể đấy. Thánh thể là bánh cho người nghèo. Như người bà nói, mình hãy trồng cái này đi, nhiều cái củ này đi để cho những người nghèo có cơm mà ăn, có lương thực mà ăn, có cái để cho khỏi phải đói. Thánh thể bánh cho người nghèo. Người nghèo là người được Chúa nói phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Người nghèo là người tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa, không cậy dựa vào mình, không ỷ vào mình, có cái này, có cái kia, mà hoàn toàn tín thác vào Chúa. Tất cả những gì của con là của Chúa ban, và có Chúa là có tất cả. Cho nên củ khoai ấy, thánh thể ấy, khi tôi rước lấy thánh thể là tôi rước lấy chính Chúa, và có Chúa là tôi có tất cả rồi, không còn khao khát cái gì hơn nữa. Có nhận ra thánh thể, có tấm bánh đó, tròn trắng đơn sơ, nhỏ bé khiêm tốn, mà người đời nhìn chẳng có giá trị gì, như là nhìn củ khoai cháy xém, có giá trị gì đâu. Người ta vứt lăn vứt lóc ở vệ đường. Những người giàu có, ai thèm ăn khoai lang, nhất là khoai lang nướng cháy xém. Họ ăn cao lương mỹ vị, sơn hào hải vị, chứ ai mà thèm củ khoai này. Cũng vậy, những người ngày hôm nay họ có tiền, có của, có danh vọng, chức tước địa vị, họ cần gì chạy đến lòng thương xót Chúa. Vì đến với lòng thương xót Chúa là phải quên mình, phải bỏ mình, phải quan tâm đến người khác, phải biết chia sẻ cho người khác. Lỗ quá, ngu gì chơi. Thưa anh chị em, đấy, qua câu chuyện của khoai lang đó mà mình thấy được hình ảnh tuyệt vời là thánh thể của Chúa Giêsu. Ông Bụt trao củ khoai lang là Chúa Giêsu trao ban chính thịt máu của Ngài. Ông Bụt kia chỉ cho cậu bé ấy cái củ khoai lang là bên ngoài mà thôi, cái món quà ấy là ở bên ngoài. Còn đây, ông Bụt Giêsu ấy trao cho chúng ta củ khoai lang là chính thịt máu của ông Bụt, là chính ông Bụt để nuôi dưỡng cái thằng bé đó, chứ không phải chỉ là củ khoai lang bên ngoài. Thịt máu Chúa, thánh thể Chúa là chính Chúa đây. Cái củ khoai lang ấy là chính ông Bụt đây, mà cho tất cả mọi người, ai khao khát, ai mong ước, ai khiêm tốn đón nhận, và ai dám tín thác, phải có niềm tin mới nhận ra được củ khoai lang ấy nó thơm ngon bên trong như thế nào. Phải có lòng tin, vì đây là mầu nhiệm đức tin. Phải có lòng tin mới thấy được thánh thể ấy, tấm bánh tròn trắng ấy là chính Chúa Giêsu, là chính ông Bụt đấy. củ khoai ấy là ông Bụt là củ khoai, tấm ảnh ấy là Chúa Giêsu thánh thể, Chúa Giêsu thánh thể ấy là chính Chúa Giêsu đấng đã chết đã sống lại, đấng đầy quyền năng điều lòng thương xót, đang ngự bên hữu Chúa Cha và đang hiện diện ở giữa chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Chú anh chị em và các bạn, mỗi ngày cầm củ khoai lang, khoai lùi bếp nóng ngon hơn lá vàng, nghĩ đến ông Bụt Giêsu và củ khoai ấy. Củ khoai là ông Bụt là củ khoai. Tấm bánh tròn trắng ấy là chính Chúa Giêsu thánh thể, bánh cho người nghèo. Và khi ăn tấm bánh đó rồi, ta không phải chỉ ăn cho no, cho thỏa mãn mình, mà phải trở thành tấm bánh bẻ ra cho người khác. Biết quan tâm, biết chia sẻ, biết xót thương người khác như là cậu bé và bà lão. Nào, chúng ta cùng cầm lấy củ khoai. Khoai lùi bếp nóng ngon hơn lá vàng. Chào anh chị em và các bạn, các bé. Hẹn gặp lại thứ năm tuần sau. Câu chuyện gì? Thôi, cứ để đến hôm đó sẽ biết. Chúc anh chị em và các bạn bình an, vui tươi trong lòng thương xót của Chúa. Hẹn gặp lại. Nguyện xin các thánh thông công cầu bầu cùng Chúa Trời ban sinh lực cho con chiến đấu, thắng được cơn cám dỗ, thoát qua cơn mê cuồng trần ai. Nguyện xin các thánh thông công cầu bầu cùng Chúa Trời ban sinh lực cho con chiến đấu, thắng được cơn cám dỗ, thoát qua cơn mê cuồng trần ai.